Người ta nhìn thấy, người ta trông thấy. Đây con cua đâu? Ngắm cho đây. Mô định hỏi Nemo hỏi là cái gì? Hả? Con cua bị đai chân đó chứ. Người ta thấy kìa hả? Thì sao ý là Nemo muốn sao? Con gió. Con gió. Con bờ dáng. Dáng dáng của cua. Dáng chân hả? Rồi Nemo nói không cười rồi, bà hết cười rồi. Nhưng sao? Mà ý Nemo là giờ bà phải làm gì? Ngầm lấy bằng cái dán chỗ. Lấy bằng cái dán chân. Dán tay vô thêm cho con cua lại phải không? Rồi. Cũng tội nó quá hả? Tội lắm nè. Con cua rất chuối. Con cua sao? Con cua đem vô bò bò gắn tay chân vô cho con cua phải không? Con cua bò gắn vô cho con cua bò phải không? Con cua bò. Em Nemo đục ở đó thử coi. Không. Sao không đục? Không. Không đồng nè, không đồng ở đâu mà gì đâu. Cua nó chào Nemo nè. Chào anh Nemo nha. Chào bạn nha. Chào bạn nha hả? Bây giờ bà đi lấy con keo và dán chân ngang, dán tay con Nemo, con cua vô cho nó nha. Cho nó bò nha. Chứ bà lỡ xé nó ra rồi tội nó quá ha. Rồi bây giờ Nemo ngồi chơi nha. Rồi bà đi dán con cua lại ha. Xoay đầu ha, Nemo xoay đi. Nemo đâu chạy mắt đâu nè. Nemo đâu có chảy nước mắt đâu hả? Bà có chảy không? Không. Rồi, ok. Bà đâu chạy mắt đâu nè. Bà phải đem nó đi đâm chậm mà. Đâm chậm cho Nemo ăn mà. Không, mình Nemo coi con cua. Nemo coi con cua hả? Thì coi đi, cho Nemo coi một chút đó. Coi đi rồi bà đi làm thịt nó. Nemo dán băng cây vô. Rồi,
Thả tim con cua nha. Rồi, chút nữa là biết gặp nhau sau ha.